Hiện nay, việc thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh đã góp phần giải quyết những hạn chế trong cơ chế phối hợp giữa các sở ngành chịu trách nhiệm an toàn thực phẩm. Công tác quản lý an toàn thực phẩm ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Đặc biệt, ngay từ khâu cấp phép, việc hướng dẫn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy về một mối, giúp người kinh doanh sản xuất buôn bán thực phẩm có nhận thức đầy đủ và rõ ràng hơn đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Từ đó, nâng cao ý thức thực hiện các quy định. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị xã Tử Sơn. Từ tháng 6 đến nay, chỉ riêng tại thị xã Tử Sơn, đội thanh tra quản lý an toàn thực phẩm huyện Tiên Du và thị xã Tử Sơn đã thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 39 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trước khi cấp chứng nhận, các cơ sở đều được tập huấn hướng dẫn việc thực hiện các quy định. Sau khi thẩm định đúng và đủ hồ sơ mới cấp phép. Ngoài ra, đội cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn hàng tuần cho những người nội trợ, người kinh doanh, sản xuất, buôn bán tại địa phương. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Sự chặt chẽ đồng bộ trong các khâu quản lý đã cải thiện rõ rệt vấn đề an toàn thực phẩm tại địa phương, nhất là người kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng nhận thức rõ hơn vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi làm việc ở đây cũng đã lâu rồi, 4 năm rồi. Được nhà hàng đã tổ chức và đã hướng dẫn theo các cái quy định an toàn. Đầu tiên là cái khâu chế biến sơ chế các cái đồ thực phẩm, nhập hàng rồi là nhận hàng đưa vào kiểm tra và sơ chế theo đúng cái quy định. Hai nữa là các cái mẫu thực phẩm của nhà hàng đưa ra là chúng tôi đã thực hiện là lấy mẫu theo đúng hàng ngày. Tháng 10 năm 2019 vừa rồi thì chúng tôi được xin cấp phép lại về giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra đối với các cái hàng hóa thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo về các giấy tờ chứng nhận, các hợp đồng đối với các nhà cung cấp. Đối với các nhân viên của nhà hàng nói chung thì chúng tôi thường xuyên là cho tham gia các lớp đào tạo từ bên phía thị xã, cơ sở thì tự tập huấn là 3 tháng chúng tôi sẽ tổ chức cho nhân viên một lần. Còn đối với tất cả các nhân viên mới khi chúng tôi tiếp nhận vào nhà hàng thì bắt buộc phải lên trên trung tâm tập huấn của thị xã để tập huấn, sau đó thì chúng tôi mới tiếp nhận vào phía nhà hàng. Việc làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm ngay từ những bước đầu giúp công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.